từ cái đó. Bảo quần xong rồi chạy vào, chạy về nhà. Gặp ở nhà rồi thì không biết người ta tôi ở đó gặp ở trên xã Tây Phước cao 1 độ 10 tỉnh nào tỉnh 10 tiền án ở Trung Phước tại Trung Phước huyện Đồng Xuân ngồi mắm xong nhậu kẹp cổ xong rồi đợi 50 phút xong vùng ra được vâng là cảm ơn cái làm lấy đâu đó lấy đâu lấy đâu lấy xã gần xã cái cảnh gần cái cảnh có công nhân cần đang hồi vua đâu.